Chào anh em quay trở lại kênh thị trấn Discovery. Và hôm nay mình sẽ quay lại đến với Minecraft Single 1.20.4. Hôm nay là sẽ là phiên bản mình bây giờ đây là phiên bản trở lại vì lý do máy mình đã phải đi sửa nên mình sẽ vẫn là trên tổ như trước nha. Sửa nên đã mất đi data của Team Launcher nhá. Chứ Roblox thì không mất đâu nha anh em. Bây giờ mình vẫn là làm Single và gian lận như hôm qua nhá. À, mình sẽ bật thông thường. Bây giờ mình sẽ thử hạt giống ngẫu nhiên mong được gần bên làng thôi. Xong, đây hạt giống này bấm mưa cái tìm vào mong ra. Đây là một thế giới hoàn chỉnh đây. Chúng mình bấm mưa nó có thể ra hoặc là không. Bấm mưa thôi, chỉ là bấm mưa thôi anh em ơi. Đấy. Bắt đầu vào đâu à? 1, 2, 3. Sorry không có ý đâu nhé. Mình chỉ muốn có nhiều thôi. Nếu không lũ này thì là săn cừu luôn đấy. Là thợ săn cốc cừu. Ừ đấy, thật sự mình biết đó là thợ săn cốc cừu mà. Ôi trời ơi. Đi mai
có rồi có thứ gì hạ cánh rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mang những cái tiền này, tiền giả, tiền này thì khó sắp. Lên. À, có sắt là an tâm về việc sinh tồn rồi. Bây giờ có việc sinh tồn vì sắt để làm bộ giáp chứ sao? Rồi đào sắt ra. Thank you.
Rồi rồi, bây giờ mình lấy hàng bao thịt than, có hàng bao thịt than. Rồi rồi, hôm nay mình đào tinh đá tí. Phần đầu trở lại mình có cái đi mai, những đi mai như ngày nào thôi anh em ơi. Nguy hiểm rồi, nãy có Cooper luôn. Thank you.
rồi. Nghe nói mình hay nói là loài nhện nếu như ở ban đêm thì nó sẽ hung dữ, còn bên ngoài còn buổi sáng thì nó hiền lành, lành nhân văn hơn. Đấy, nhà mình để phán tách của mình thôi. Phán tách thì bây giờ mình sẽ chuyển đi một chỗ khác. Mình tắt đến mai rồi đi quay lại chỗ này. Đi quay lại chỗ này mình thử luôn. Lên trên thì sắp thử xem nhá. Bánh mì ăn, bánh mì có bánh mì ngon. Bánh mì Sài Gòn ngon lắm. Giờ mình sẽ lấy cửa nhắc xin lỗi các bạn nhá, mình xin lỗi nhá, đứa trẻ nhá. Xin lỗi bạn nhá. Rồi giờ sẽ làm bước để đói chứ đã. Xin lỗi ngựa nhá.
cái năng động này nó còn ở đây rồi, có nhà. Wow, có lava rồi. Wow, nguy hiểm đấy. Wow. Là rồi, chỗ này an toàn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vâng ạ, đợi mình. Bây giờ mình đây giờ sẽ đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đây nhá. Đây rồi. Bây giờ chuẩn bị sắt đi. Kiếm số sắt là mình làm kiếm đi. Làm cái tiếng kiếm cho nó nhanh đi nha mọi người. Ủa thằng nói cái. Rồi. Giờ phải làm cái sắt đi. Để khi chiến đấu rồi. Mình lỡ lãng phí rồi. Đi rồi. Ai da. Tiến hướng rồi. Tiến lên nào. Ảo. Đó đường này. Đáp án dính như mắc cua kiểu gì đây. Hãy để đây. Rồi giờ như này có zombie à? Không zombie à? Đố thách vật mày đi qua. Nhiều lợi, bây giờ phải đánh này. Rồi, một đống shipper. Rồi. Bây giờ phải chặn đường này cho nó. Giờ phải đứng hướng lại được. Đường này hơi khó. Super ở đây. Đi bên kia luôn nhá. Để tránh được một vài điểm xấu. Rồi, có con skeleton phát hiện rồi. Này. Trời ơi. Ôi nhẹ, cũng có skeleton cũng nhẹ rồi. Ôi, chỗ này tập trung nhiều quái luôn anh em ơi. Giờ bắt đi nhanh lượn đến quạt riêng của mình. Đến lượn riêng của mình. Rồi. Tao phải nhanh không, đố bắt được em nha anh không. Đang được kia chỉ nhằm con đờ ô đô sắt cho thôi. Rồi. Rồi anh em ạ. Rồi anh em ơi, hiện mình sẽ dừng lại ở đây. Đây là tập 1.5 nhá. Anh em, thì coi như đây là 1.5. Anh em nhớ subscribe những ngày ra video nhé. Bye bye anh em.